Hôm nay là ngày thứ tư 31 tháng Giêng năm 2018 và chúng ta lại có một giải ảo thời sự. Trong chương trình của ngày hôm nay đây thì tôi xin được đề cập đến hai cái đề tài hoàn toàn khác biệt, một cái cũ, một cái mới. Cái cũ đó là Mậu Thân 68, tướng Nguyễn Ngọc Loan và nhiếp ảnh gia Eddie Adams. Và cái phần thứ nhì đó là bài diễn văn về tình hình liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong cái phần đầu đó, thì tôi được xin được giới thiệu một chút. Tờ Việt Báo Tết Giáp Thân và tôi làm chủ biên năm 2014. Lúc đó đó là đã có một cái chủ đề chính là cái vụ Mậu Thân. Và trong cái chủ đề đó đó là người ta phải đề cập đến một cái biến cố là hôm mùng 1 tháng 2 năm 1968, tướng Nguyễn Ngọc Loan đã bắn chết một người đặc công cộng sản tên là Nguyễn Văn Lém. Và trước cái máy hình của truyền thông báo chí, và cái tấm hình đó đó nó trở thành một trong những cái tấm hình lịch sử của Việt Nam. Có lẽ cái tấm hình kia đó là cú Phúc, cái Kim Phúc do Nick Út chụp, đó là cái cô bé mà trần truồng ra khỏi cái vùng lửa đạn ở đằng sau đó, đó là khói đen đầy đặc của bom đạp bàn. Tấm hình của tướng Loan đó bắn chết một người đặc công mặc thường phục áo trắng, nó gây ra những cái phản ứng dữ dội của thế giới đối với lại cái việc đó. Thì khi thực hiện cái cuốn giai phẩm xuân này đó, tôi đã cố gắng tôi đi tìm lại những cái người mà được biết về những cái chuyện đó. Đầu tiên hết đó là tìm cách liên lạc với lại cái người cầm máy thu hình của đài truyền hình NBC có mặt ở tại hiện trường chứng kiến cái biến cố đó và còn quay phim, một cái khúc phim truyền hình về cái biến cố đó, là ông Võ Sửu. Ông làm việc trong 10 năm cho truyền hình Mỹ từ 1965 cho đến 1975. Và chúng tôi tìm cách phỏng vấn ông ấy, nói chuyện với ông. Với Eddie Adams thì chúng tôi tìm cách liên lạc và chờ đợi, lúc đó là cuối năm 2003, chờ đợi là có khi ông đi qua bên California này, từ New York ông qua, là tại vì có một cái dạ tiệc mừng ông Arnold Schwarzenegger làm thống đốc của tiểu bang California. Và cuối cùng tôi thấy ông lại không qua được, thì tôi liên lạc điện thoại với ông ấy và ông bận, ông không có qua được bên này, mà trong khi đó thì bản thân chúng tôi cũng bận không có qua ông được. Và tôi nói là tôi muốn gặp ông ấy đặng để nói chuyện về cái tấm hình đó, thì ông bảo rằng là ông rất muốn nói chuyện về cái tấm hình đó, đặng để trình bày cái nỗi ân hận của ông. Và cuối cùng đó là vì một người miền Đông, một người miền Tây không được, thì tôi nhờ cô cháu của tôi, cháu ruột em, con gái của em ruột của tôi đang làm senior editor cho cái tờ Elle Girl ở tại New York. Tôi nói là thu xếp đó là con còn trẻ, con nên con gặp ông này, ông này ông nổi tiếng lắm. Thế thì cuối cùng sau đó là hai người đã gặp nhau, con cháu đã đến cái studio của ông này ở tại New York và coi bao nhiêu là những hình ảnh, những cái gọi là những cái thành tích về trong nhiếp ảnh của ông ấy, và sau đó 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 là bàn về cái tấm hình đó. Con cháu tôi nó tường thuật lại bằng tiếng Anh của cái buổi gặp gỡ đó, và sau đó thì tôi phải dịch qua tiếng Việt cho độc giả của chúng ta. Eddie Adams sẽ viết là tôi nợ tướng Loan. Và cái tấm hình mà một già một trẻ hai nhà báo chụp với nhau chung thì rất là cảm động. Sở dĩ tôi phải đề cập lại đến cái chuyện này là tại vì nó là một trong những cái biến cố nó đem lại những cái hậu quả chính trị của nó, và một cái biến cố thương tâm, giống như là ông Eddie Adams ông vẫn nói rằng là một cái tấm hình là giết hai người, một cái người khủng bố bị bắn chết và một ông tướng đó là cũng bị cái tấm hình đấy giết chết. Ông tướng đó là ông Nguyễn Ngọc Loan. Ông sinh năm 1930 và ông mất năm 1998. Ông là một sĩ quan không quân
can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là con người liêm khiết, cực kỳ yêu lính, và còn có thêm một cái đặc tính nữa đó, không thích người Mỹ, không thích cái cách can thiệp của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tại Việt Nam, và đã nhiều lần có những cái mâu thuẫn đó, khiến cho chính bên phía Hoa Kỳ đó là tìm cách gạt ông ra khỏi cái hệ thống chính quyền vân vân gì đó. Những cái chuyện đó nó đã có từ trước, cho đến khi nó có cái biến cố, cái vụ gọi là tổng tấn công Mậu Thân. Và khi mà cảnh sát đã giao ra một tên đặc công đó, thì có nói với ông rằng là hắn đi vào trong một cái gia đình của một sĩ quan trung tá thiết giáp Nguyễn Tuấn, muốn không những chỉ có lấy cái bản đồ hành quân và muốn làm sao mà sử dụng được cái dàn thiết giáp đó, thì ông Tuấn không chịu. Thì cái người đặc công đó, là đã giết hết gia đình của ông này, từ bà mẹ 80 tuổi cho đến 5 đứa con, chỉ có một cậu bé 10 tuổi vẫn còn sống, sống sót trong đó, và đương nhiên cũng bị ảnh hưởng gọi là tâm thần về cái biến cố kinh hoàng như vậy. Thì sau khi mà 7 tháng 10 bị giết như vậy, thì cảnh sát bắt được hung thủ và đưa ra đó, thì ông Loan đó, ông rút xuống ông bắn chết. Thì người ta không biết cái đoạn trước đó là tại sao lại có cái biến cố như vậy đó, người ta chỉ có nhìn thấy cái đoạn sau là lúc mà ông bắn chết. Thì lẽ dĩ nhiên những cái người mà không hiểu được cái hình thái chiến tranh của một cái loại chiến tranh toàn diện như vậy, nó kết hợp cả du kích lẫn khủng bố vân vân đó, đó, thì cho rằng là ông tướng Loan đã vi phạm gọi là những cái luật lệ quốc tế về này thế kia, là tại vì cái người bị bắn chết đã mặc thường phục chứ không phải là mặc quân phục của cái quân đội đối diện. Nhưng mà cái đó là một cái nhìn gọi là nó nông cạn về mặt pháp lý, thực tế ra đó là nó rắc rối hơn nhiều lắm. Không may đó, đó là cái việc hành quyết đó, đó là nó lại rơi vào tấm hình, vào máy ảnh của ông Adams. Ông Eddie Adams sẽ được giải Pulitzer nhờ tấm hình đó ở cái tuổi rất trẻ, năm đó ông mới có 29 tuổi thôi. Eddie Adams sinh 1933 và mất năm 2004 vào tháng 9. May là chúng tôi liên lạc được. Cô cháu đến nơi nguyên một ngày ở trong cái studio đó, rồi nói chuyện coi những cái công việc của ông ra làm sao và nói về chuyện xưa đó, đó. Thì chúng ta còn lưu giữ lại được một số những cái hình ảnh và một số những cái phát biểu của ông ta. Eddie Adams là nổi tiếng là một nhiếp ảnh gia đã tham dự rất nhiều chiến trường, chụp rất nhiều hình, nhưng mà về sau đó, đó là ông bỏ. Ông không muốn chụp những cái hình ảnh chết chóc nữa. Kể cả cái lần mà năm 1991 ông được mời đi dự cái gọi là đi tham gia vào cái trận chiến gọi là bão sa mạc ở tại Iraq đó, ông đi. Và sau đó là ông đổi nghề, ông đi chụp hình những nhân vật lãnh đạo từ Đức Giáo Hoàng cho đến cả bà Aung San Suu Kyi. Và lúc mà chụp hình bà Aung San Suu Kyi đó, đó là ông ấy giả làm giấy tờ giả giống như một cái người bác sĩ gì đó, là để ông lén vào trong súng miến điện đó, ông chụp được cái tấm hình của bà này ông đi ra. Đó là nhân vật nó cũng khá ly kỳ. Hoặc là chụp hình Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chụp hình Jerry Lewis, tức là ông bảo là ông chụp những cái tấm hình đó thì ông thấy nó thanh thản hơn. Và khi mà trong cái câu chuyện nói chuyện với nhau thì người ta mới thấy rằng là nó có một cái mối giao tình rất đặc biệt. Sau khi chụp xong tấm hình đó, ông mới bắt đầu ông tìm hiểu về tướng Loan và hai người kết bạn. Thì ông cứ nói hoài, ông nói rằng là tôi ân hận là vì chụp cái tấm hình đó. Mãi đến tháng 7 năm 1998 đó, ông 97 ông còn nói với cái thời Times, rồi ông nói rõ ràng, ông viết hẳn như đó, đó là ông ân hận về cái tấm hình đó. Cái tấm hình đó, là nó không phải là, nó chỉ là một nửa sự thật thôi. Thế nhưng mà nó gây ra nhiều cái tai họa và ông rất là ân hận về việc này. Đến khi mà tướng Loan qua đời, hai người kết bạn với nhau, khi tướng Loan qua đời đó, đó là ông đến tận nơi, ông dự tang lễ với vòng hoa và với vòng chữ, ông viết lấy tôi rất ân hận và mắt tôi đang ứa lệ. Ông đến ông dự cái tang lễ của tướng Loan ở tại miền Đông Hoa Kỳ.
Cái điều mà chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái éo le của cái cuộc chiến, nó có những cái hoàn cảnh bi thương, nhưng mà cái cách tường thuật về cái cuộc chiến đó, nó đưa đến những cái ấn tượng, những cái nhận thức nó sai lầm. Và nạn nhân không chỉ có tướng Loan không thôi, nạn nhân đó nó là kể các cái sĩ quan, những cái người dân ở trong cái cuộc chiến đó vừa rồi. Khi mà tiếp xúc với ông rồi đưa cô cháu đến gặp nói chuyện và cô cháu tường thuật trên ba trang báo của cái tờ báo Xuân này đó, thì chúng tôi vẫn duy trì liên lạc, và về sau thì mới biết rằng là ông bị một cái căn bệnh nó hiểm nghèo và ít lâu sau thì ông mất. Chúng tôi cũng rất tiếc bản thân mình nữa đó, là chưa có gặp được ông trực tiếp nói chuyện. Có thể sẽ không nói về cái tấm hình đó nữa, mà để tìm xem có cái thế giới nghệ thuật của ông đưa ra làm sao. Tuy nhiên đó, nó có một cái điều này. Năm 1977 đó, Eddie Adams sẽ chụp được cái hình ảnh của thuyền nhân Việt Nam trên một cái thuyền mấy chục người đó. Có người thì nói là 33 thuyền nhân, có người nói là 48 thuyền nhân, trong một cái thuyền ọp ẹp dài có 10 thước không. Và cái tấm hình đó, đó là được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đó, đưa trình lên trên dinh Tổng thống, và nó làm cho Tổng thống Jimmy Carter xúc động và lấy cái quyết định đó là nhận 200.000 người Việt vào nước Mỹ. Và ông Eddie Adams nói rằng là có lẽ đấy là cái niềm an ủi của tôi, và có lẽ đó là một cái mà nó làm cho tôi vui với lại một cái tấm hình, trong khi cái tấm hình kia đó nó làm cho tan nát cuộc đời của một ông tướng, và nó làm cho tôi đó là ân hận cho đến khi nhắm mắt. Những cái chi tiết đó nó rất là cảm động, nó lý thú nếu mà mình nhìn theo khía cạnh nào đó. Tại vì Eddie Adams sẽ nói với tướng Loan rằng là tôi ân hận về tấm hình đó, thì tướng Loan trả lời nó không, ông làm nhiệm vụ của ông, tôi làm nhiệm vụ của tôi, đừng có băn khoăn về cái chuyện đó nữa. Năm 1975 đó, thì tướng Loan tìm cách gọi là di tản ra khỏi Việt Nam và đến Hoa Kỳ. Thì đến nơi đó, đó là báo chí nhắc đến cái tấm ảnh đó, và một số dân biểu nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ đó, đó là cũng tìm cách can thiệp với lại cái cơ quan di trú liên bang của Hoa Kỳ đấy, cơ quan INS, để cấm không cho tướng Loan được vào nước Mỹ, vì lý do đó, vì cái tấm hình giống như là thứ tội ác chiến tranh, bắn một thường nhân. Thì cơ quan INS đã tìm ông Eddie Adams sẽ phỏng vấn về cái tấm hình đó, và ông đã cho biết nội tình sự thật nó ra làm sao. Cũng qua cái lần mà tiếp xúc phỏng vấn với ông Võ Sử đó, là cái người mà cầm máy cho đài NBC và quay được nguyên cái đoạn phim đó, thì ông Võ Sử đó là cũng được INS liên lạc để hỏi, và ông kể lại đầu đuôi câu chuyện là hết một cách khách quan như vậy. Thì cuối cùng do cơ quan INS chấp nhận cho ông Loan đi vào, và hai vợ chồng đi vào khập khiễng, đi vào mở một tiệm pizza, sống cái cuộc đời rất là âm thầm, nhưng mà nhiều người biết. Và trong cái tiệm pizza đó, đó là đã có nhiều người gọi là phản chiến thân cộng, viết nguệch ngoạc ở trong tiệm đó rằng là tao biết mày là ai, tức là gần như là muốn còn đe dọa vào cái tính mệnh của ông. Ông Eddie Adams sẽ đến chơi nhiều lần, đã thấy những cái đó, và ông kể lại thì ông Nguyễn Ngọc Loan thì có cũng thương thật, chẳng sao hết. Và trong cái năm 2003 chuẩn bị cho cái tờ báo này đó, thì chúng tôi đã có nhiều bài liên hệ đến vụ Mậu Thân và liên quan đến tướng Loan. Nhưng mà năm nay 2018 đó là trong cái số Xuân 2018 mà vừa mới xuất bản cách đây một tuần mà chúng tôi có giới thiệu đó, thì chúng tôi lại còn tìm ra một cái chi tiết khác. Tôi có nêu vấn đề đó là tướng Loan là một người sĩ quan bên phía quốc gia cực kỳ yêu nước và liêm khiết,
mà không thích người Mỹ. Nó có cái chi tiết bi thương sau đó là cũng trong trận Mậu Thân ngày mùng 5 tháng 5, một trực thăng của Hoa Kỳ bắn nhầm vào một cái cơ sở, một bộ chỉ huy của bên phía Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho 5 sĩ quan cấp tá của những cái người thân cận với lại Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lúc đó đã bị bắn chết. Một người đó là cũng bị trong vụ đó nhưng mà chỉ bị viên đạn và đứt mất một cái mạch máu trên chân. Đó là ông Nguyễn Ngọc Đoàn. Sau đó đó thì là ông ấy đi vào nhà thương Grant để ông chữa chạy. Và trong đó, đó thì bác sĩ mới nói rằng là nhà thương này đó là không đủ cái phương tiện để chữa chạy cho ông, vì cái mạch máu nó bị vỡ đó như vậy. Và nếu mà không khéo thì có thể là sẽ phải cưa chân. Một người bạn thân của chúng tôi, một ông đại tá không quân, bạn thân của tướng Loan lúc đó nữa, đã kể lại rằng là khi mà đi vào thăm tướng Loan thì thứ nhất đó là cục an ninh của quân đội bảo vệ rất kỹ, không có cho vào, cho đến khi mà cái ông đại tá không quân này, ông Bồ Đại Kỳ vẫn còn sống và viết cái bài tường thuật đó, đi vòng đằng sau nó gặp cái người bác sĩ Pháp cũng là bạn thân của ông. Thành ra đi vào với ông bác sĩ đó, đi thăm tướng Loan, thì ông Loan bảo rằng là làm sao mà mày vào đây được, gọi nhau ông mày tao, rất là thân như vậy. Thì đến khi mà ông hỏi rằng là bác sĩ Pháp đó, nói thế nào về cái tình trạng của thằng, thì ông nhịn mãi, ông cũng bảo phải kể ra rằng là có thể có rủi ro như vậy. Thì đây là cái câu mà ông Loan nói với ông Kỳ, nói rằng là làm gì thì làm đó, không được đưa ông vào nhà thương của Hoa Kỳ, thí dụ như bệnh viện Cơ Đốc hoặc là bệnh viện Dã Chiến 3 vân vân. Thì ông bạn của chúng tôi, và cái bài ông có tường thuật trong cái tờ báo Xuân năm nay đó, ông hơi ngạc nhiên về chuyện đó. Thì lúc bây giờ đó là ông mới phải rằng là có lẽ nó có một cái gì đó nó khiến cho tướng Loan đó hoàn toàn đó không tin vào người Mỹ, và cho rằng là lúc đó ông bảo là thà là ông bị cưa chân cụt chân còn hơn là dẫn ông đi vào trong một cái nhà thương của Mỹ ở tại Sài Gòn hoặc là ở tại Philippines chẳng hạn. Tại vì ông không muốn, vậy ông bằng là đây quyết định của tao là như vậy, mày nên nhớ và hứa với tao là mày sẽ làm mọi cách để làm đúng theo lời tao dặn. Thôi tao mệt rồi, mày đi về đi, tao cảm ơn mày. Đây là một cái chuyện nó cũng xảy ra từ 1968, 50 năm về trước. Nhưng mà nó cho thấy có nhiều cái uẩn khúc, những cái gì mà ông Kỳ, ông đã viết trên cái tờ báo Xuân này đó, nó xảy ra nửa thế kỷ về trước. Và ông Loan cũng đã là người thiên cổ, và cái ông bác sĩ gọi là Alex Shevada ở trong bản thân của ông Kỳ đó, ở trong nhà thương Ran đó, đó là cũng đã xong xuôi hết tất cả rồi. Nhưng mà điều đó, nó việc ghi lại như thế này đó, nó mới cho thấy rằng là vào cái thời điểm đó, nó có khá nhiều những cái uẩn xúc lúc nó như vậy đó. Và tuần trước tôi có nói đến một ông tướng Edward Lansdale và cái cuộc chiến Việt Nam. Và chúng ta không có mặc cảm gì, chúng ta trình bày lại cái nhìn của người Mỹ về ông tướng này và cái sự gọi là can thiệp hay là liên quan của người Mỹ đến cái cuộc chiến Việt Nam. Cũng giống như sau đó tôi cũng có trình bày lại một cuốn sách của một học giả người Mỹ gốc Trung Hoa của Đại học Alabama nói về cái sự can dự của Trung Cộng vào cái cuộc chiến Việt Nam. Mình trình bày lại tại vì cái đó nó là sự thật khách quan. Thì bây giờ cũng vậy, nói đến cái chuyện này thì chúng ta mới thấy ra rằng là sự tình đó nó không đơn giản rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoặc là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó là tay sai của Mỹ, hoặc là
sống nhờ viện trợ của Mỹ, hoặc là hoàn toàn gọi là tuân thủ những cái quyết định về chính sách các thứ gì của Hoa Kỳ. Bên trong đó, nó có những, vẫn có những cái cuộc tranh luận, vẫn có những cái sự dị biệt về quan điểm. Và điển hình là vào lúc dầu sôi lửa bỏng đó, cái cách nhìn về cái cuộc chiến đó, của sĩ quan bên phía Việt Nam và lại của Hoa Kỳ nó cũng đã có khác nhau. Và quả nhiên đó là Hoa Kỳ thắng về mặt quân sự trong cuộc chiến đó, mà hoàn toàn thua về mặt chính trị, là tại vì vẫn không hiểu ra được cái yếu tố của cái cuộc chiến đó. Trong đó nó có một cái thảm kịch của hai người, một người sĩ quan làm nhiệm vụ của mình trong thời chiến, sau đó cũng còn bị thương đó, là trong cái hoàn cảnh gọi là nó hơi mờ ám, nó hơi bất ngờ, làm sao mà gọi là một trực thăng có thể là bắn nhầm ngay bộ chỉ huy mà ngay trong cái thời chiến, hôm đó là mùng 5 tháng 5 1968, thì làm sao mà cái xảy ra cái chuyện nó như vậy được. Thế và ngược trở lại đó, nó cũng cho thấy rằng là có những cái người rất là yêu nghề lương thiện, và họ chụp được một cái tấm hình để có một cái giải thưởng cao quý nhất, mà cuối cùng sau đó là cái tấm hình đó đã ám ảnh họ suốt đời. Đó là trường hợp của Eddie Adams với lại cái tấm hình gọi là hành quyết đó. Chúng ta nhìn lại chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là nó có một số những cái sự thật nó còn bị lẩn khuất ở đâu đó, chúng ta vẫn còn tiếp tục phải khai quật, phải trình bày lại, và trình bày lại để nhớ rằng là trong cái cuộc chiến đó có nhiều người hy sinh, đúng, có nhiều người đó là bị mang tiếng suốt đời. Trường hợp của ông tướng Loan, khi mà ông phải xin vào định cư ở tại Mỹ sau khi đã nghi ngờ người Mỹ ngay trong cái trận Mậu Thân 1968, và qua bên này đó là sống rất là kham khổ, có một tiệm pizza nhỏ xíu thôi. Ông ở đó nín thinh cho tới cuối đời, nhưng mà ông để lại cái sự thương tiếc cho nhiều người khác. Và cũng vì cái lý do đó đó mà chúng tôi đã quay trở lại phim cũ, đi tìm lại những cái người trực tiếp liên hệ đến cái trận chiến đó, và trong cái giai đoạn giao tranh của Mậu Thân 68, và không được trực tiếp gặp ông Loan, ông đã mất, thì chúng tôi vẫn cứ cố gắng trình bày lại để ít nhiều đó sau này đó người khác đọc được, để hiểu ra được những cái uẩn khúc đó, và những cái nỗi oan khiên đó chưa được giải, y hệt như là trường hợp ngày hôm qua chúng tôi giới thiệu giải Hân Châu cho Huế của nhà văn Nhã Ca. Thì chúng ta nhớ lại Tết Mậu Thân, nhớ lại biến cố của 50 năm trước, thì trong khu vực đó những cái chuyện mà 5.000 cho đến 7.000 người bị thảm sát ở tại Huế, hoặc là một cái tấm hình nó làm chấn động dư luận trên thế giới đó, cũng vào giai đoạn đó, tấm hình của Eddie Adams, nó làm chúng ta cũng nên suy nghĩ lại. Có thể nhờ thời gian đó, mình có khi mình bình thản, mình khách quan, mình tìm hiểu, nhưng mà mình cố gắng viết lại, trình bày lại cho nó rõ, để sau này đó chúng ta đừng có sai lầm nữa. Trong một chương trình trước đây đó, tôi cứ trình bày rằng là mắt thấy tai nghe đó vẫn chưa là sự thật. Mắt thấy là cái tấm hình đó, tai nghe là lời kể về cái chuyện đó, vẫn chưa là sự thật. Nhưng khi mà phỏng vấn ông Võ Sử trong cái tờ báo Xuân này, ông có nói rõ là địa điểm là gần chùa Ấn Quan, và có mặt là 7 nhà báo khác. Trong đó đó, 3 người Mỹ có Eddie Adams, một biên tập viên của NBC, 4 người Việt Nam là ông Võ Sử, một người Anh của ông Võ Sử, và một người khác lên vân vân gì đó. Tức là có hết những cái người đã tham dự chuyện đó, đi tìm lại đó, đó để ghi nhận lại. Nếu có ghi nhận lại đó thì thứ nhất, chúng ta không thích chiến tranh, chúng ta phải đi tìm cách gọi là tránh được chiến tranh. Nhưng mà trong cuộc chiến đó, những cái kinh nghiệm bi thương nó vẫn làm chúng ta phải xúc động. Và những cái hậu quả chính trị đó, làm chúng ta vẫn phải tìm cách giải tỏa, trình bày nó lại cho nó rõ. Thì tôi xin được tạm dứt lời trong cái phần đầu của cái chương trình Giải Ảo Thời Sự ngày hôm nay.